Hey everybody, welcome back to my academic English writing course. In this video, we are going to study about the first part of paragraph called the topic sentence. What is the topic sentence and how to write a good one? Right, for this lesson, I split into two different videos. This video will carry only the presentation, but no practice. And in the next video, we'll carry both presentation and also the practice section, right? Yeah. Without wasting time, let's get started. Bah, sốt đây, nhà sản xuất đã học nhé. Mà chụp thêm đầu tiên để không mệt nhỉ? Dương nên để dây ông pi topic sentence đòi lùm ách tại mà đó. Bà cái vấn đề tiện tồn nên mệt nhỉ tiện tồn nên topic sentence nhỉ? Cứ vì quen và chẳng khi nhóm chạy mê riêng ích chế phí video đồng bây giờ dừng nghe sửa trong cả sắc xa và xin chìa đặt tại mỗi video cứ vì quen phí thuầy bông ổn khá hạch mình là rằng thuần và bố thảo riêng ọt sở bái đi mình nè mình riêng ọt sở bái đi còn tại đồng bây sở bái dừng tôi thể khám riêng đó và nếu chứ khôn bọc nhóm tôi luôn đem rõ mà riêng mình sở bái tại bởi trong sở bái cứ tôi thể khám riêng và chúng mà đầu tiết cái khi ông chạy mê riêng chỉ phí video hay video tìm mối nít cái dương thì dây tài mê riêng sắp chỉ sạch mê riêng sắp ở miền lùm hát ăn vọt tê và nên mê riêng cái đó dương to mê riêng hay nâng miền lùm hát ăn vọt khi chân không mê riêng nít dương riêng bị ảnh khá mà thọc thị sân thân nít không mê riêng mối nít dương thì dây bây chẳng nói từ lơ thọc thị sân thân thì mối cứ bộ đồng miền tư tư ẩm phí thọc thị sân thân nâng dương hay bật thiên mật bọt này xâm lấy cả thả khăn đấy và phần mình tụt tới thì phía bây giờ nói để dừng tới cho chấm ông phía bật thiên lập bắt này xong đây cả thả khăn và dưỡng hai nâng thì mấy là xong tốt chúng ta là xe ông thị sức mà nâng này để thì mối thì phía đừng thị bấy cứ tí tăng rồi bỏ bật thiên lập bọt bỏ dừng đấy cầm đất xong khán này cả thả khăn và dưỡng tí tăng biết nơi cần lãnh nào cái dương liên bây giờ lãnh nâng tệ tôn lưng và thiên lập bọt rồi cầm đất xong khán này cái thả khăn mà chứng trong bình chọn này mê riêng dựng ai score cầm đọc xong có bán nữ chấm lại bây dùng khăn rồi bóp thiên bọt mà dưỡng cầm đọc xong khăn mà dưỡng hay nâng dựng ai score bán để tì tăng rồi bóp và thiên bọt đưa các cầm đọc xong khăn lấy cái thả khăn rồi mà dưỡng mà bây nữa ok chứng dựng cho sạch mê riêng tại mà đó mà one the general information about the topic sentence của mình tu tư tựa tôn topic sentence mình đây là every good paragraph has a topic sentence which clearly states the topic and the controlling idea of the paragraph. It is a complete sentence and it is usually but not always the first sentence in the paragraph. Okay. So every good paragraph has a topic sentence. I mean the first sentence of the paragraph which it introduces the topic and the controlling idea. Okay, chẳng paragraph đề lõi cứ trôi tầm miến sẽ cái đấy đáng này xong tổ cả thác khăn đề lõi cứ trôi tầm miến sẽ cái đấy đáng là bỏ cả thác khăn lục mà này thao miến cái bà đó chỉ phải dục tìm mối chỉ tư tứ cặp con tay mình bên tiền ở đây đó bà bác này thao phải dụng cũng rất dùng khán rồi có sẽ cái đấy đáng này cả thác khăn rồi bao nhiêu nữa mình bên chỉ phải dục tìm mối nước tiền ở đây đó cặp con tay cứ phía trang về chủ dục tìm mối tầm đó đó ok hai cái thao viên chỉ complete sentence mình này ta chỉ bởi dụng đẹp bình lĩnh mình bỏ thiến mình kể giả sắp mình đây sẽ đập bàn vì chỉ topic sentence ok chứng thời chập đáng lớn đối bởi dụng tại đó mình chỉ biết mình chỉ cần dòng biết tế ok let's go on a topic sentence briefly indicate what the paragraph is going to discuss nên cái thằng secret đã ôm đây xong đây cái thằng khăn mà dương cứ mía còn hai đời sùng khép nơi ở quấy đá cái thằng khăn rồi dương tiền muốn nó bị phía xa ẩm bì đấy cái cứ mía bằng hai nhà nông tài mà đó nó không thở là nó người bị dục tim mưa nó bao phải cái hiếu bị bắt là nông tài mà đó ta tới tiếp những chỉ bộ là mình tư rồi bỏ topic sinh thần đấy rồi có bất thiên nó bắt này cái thằng khăn. The topic sentence is a helpful guide to both the writer and the reader. The writer can see what the information to include and what information to exclude. The writer can see what the paragraph is going to be about and is therefore better prepared to understand it.
See, so topics and tenets like the roadmap, not only for the writer but also the reader. It means that topics and tenets play very helpful role for both writer and the reader. Writer can see what information. Yeah, chính là sẽ sẽ cái đấy đáng này sau này cái thằng khăn mà dùng sầm khăn mình đến việc đôi chỉ panty trong all lấy được cực bằng hai lấy từ đó nẹt sẽ xây phó đó nẹt an bao nhiêu phó hỏi đăng thả dưỡng trong sẽ xây bí bí ấy hai dưỡng chỉ nẹt sẽ có đăng cho bác tiết thả mua là miền ná cầm nứt ná để dưỡng cụ thể đại châu được không cái thạc khăn lúc hơi nâng cầm đất ná để dưỡng mình cụ đại chỗ bạn ấy thấy dưỡng ọt tờ xe tới việc trả vào thiền ok okay writer can see what the paragraph is going to be about dưỡng như nè tờ xe nâng ạ mà mình topic sân thân nâng ạ mình sẽ cái đây đam này cái thạc khăn mà dưỡng nâng lõ cứ dưỡng nâng cho bác thầy dưỡng tờ xe bị ấy này dưỡng ọt xe trả vào thiền này ok dưỡng dưỡng luôn anh bạn ấy thăm một toàn tờ xe thì dưỡng dưỡng luôn anh tiền tiền mũ chỉ room thêm vào đó thầy dưỡng tờ xe bị ấy hay xây cái đây dưỡng được đạ xây cái đây dưỡng được đọ chạy ok Okay. Nếu chỉ mình tôi tới tệ tôn nâng sẽ cái đáp đáp này xong này cái thạc khăn mà dường rồi có bật thiên đập bọt này xong này cái thạc khăn mà dường ok, tới tiếp chẳng lại tiếp đi yeah. The three important point to remember about the topic sentence ok, chẳng biết bây chẳng lại để dường tôi cho chẳng tôi chạm nát đi thiên đập bọt này xong này cái thạc khăn mà dường ok, tí mùi it is a complete sentence. It contains subject, verb, and usually a complement. Chẳng vị trí phụ thuộc bên linh. Đã, đợi dây bọn mình tụ tư khẳng lưu mình chẳng vị trí phụ thuộc bên linh. Chấm mà. Chẳng, nếu không video này, đây là khi repeat the word. Nhưng dây biệt nâng ta đại thả. Topic sentence is a complete sentence. Complete sentence là mạch. Phụ thuộc bên linh là mạch. Bạn ấy thao vì mình protein, mình kể giả sắp hay nâng ắt này bình lệnh nhé, rồi gặp cảm bọt, về class về miền cảm bọt về class art, ok, tại sao khách cứ mình này bình lệnh nhà mình subject verb complete meaning cứ ok chỉ sân thân à, ok, thứ tiệt này chưa thì họ class đại một hai thằng vì mình men chia complete sân thân, chứ vì mình ai đào tú chia topic sân thân bài này, miền nội chia living in big city, cà rốt nước nông tì cầu, phần nào là bài này, cà rốt nước nông tì sập tì cầu, là một bài này. Nhưng đừng đừng đưa luôn nâng tì cổng tại dân trong dễ ấy vì luôn nâng tì cổng về xe bái tục tráng rồi đấy rồi cầm em phong lầm bác rồi cầm em thịt mì xe mới nói là dân trong dễ em tì cái này về ọt cho bà chẳng ạ chân mình mến chỉ complete thân thân mình mến chỉ complete thân thân chân việc cầm mình ai đã tu chí topic thân thân mà đài ok thật tiết the popularity of bicycle nhà bởi chí bây rồi bỏ con mình bởi chí bây mấy ok ok bởi chí bây bỏ con bởi nó sẽ đọc bà này mình chỉ topic sân thân này. How to pick your collect major. Đó, thứ mấy chúng ta chúm đi, sọc xa nên hào chỉ lấy bán. Đó, chẳng nguyên mẹ này, nguyên mẹ chỉ topic sân thân là lấy. Đấy, ở tòa này, nó chúm lấy tìm mùi, nó chúm lấy tìm mùi là vĩnh thá, vì chỉ complete sân thân. Chứ chúm lấy tìm bí như một hạng. A topic sân thân contain both topic and controlling idea. Chúm lấy tìm bí, rồi bỏ topic sân thân á. Cứ viên miên bằng hai bí protein là bót, hai nâng cầm nứt sống khăn đại này dây dòng bí protein là bót nữa. Nè, chúng ta tiếp bí. It name the topic and then limit the topic to specific area to be discussed in the space of a single paragraph. Nè, chúng ta viên bằng hai bí protein là bót, hai viên cầm nọt protein là bót nâng ạ. Ở chỗ bà thà dưỡng nâng bị phía xa xây kế bì bà thiên là bọt nâng 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 cả thà khánh tẻ mùi nâng kể là vậy nhá thọc thị sân thân nâng cư viên miên tàng bì phân này miên tàng phân này tì mùi cư kì hơi thà bà thiên là bọt thọc thị phân này tì bì kì hơi thà cầm mịt xung khăn cư controlling idea kể bà thiên là bọt nâng miên này thà dưỡng nâng sơ xê bì ấy xê bì ấy tìa thà dưỡng trong sơ xê âm bì mathematics cần nhất vị trí đấy cần nhất vị trí chia vào đây dưỡng nâng từ CMP tái cần nhất vị trí nâng cần nhất sủng khăn là dưỡng trong từ CP cần nhất vị trí nâng dưỡng trong là JP ấy cái bộ đồ bạc cần nhất vị trí nâng vị trí một vị trí sủng khăn vị trí một vị trí của bạn riêng vị trí một vị trí mình sủng khăn vị trí một vị trí này sủng riêng vị trí một vị trí để dưỡng châu chất rồi cần một vị trí để dưỡng mình châu chất cái nhé khi mình cần nhất sủng khăn rồi bạc cần nhất vị trí đúng vị trí là bọn chúng ta đấy tại dưỡng vô mùi na
chưa được hiểu mũi thì nó mình ai giờ trả à mũi nó để học chúng ta controlling idea luôn tạm bật tới chúng lại những cái gì đừng liên nâng từ đáy tại trong video TP đó ok chẳng không biết dương còn là score thả chụp lại TP rồi bỏ sẽ đẹp đam đi xin đẹp thả khăn mà dương đứng cứ vì tới tại một hai nhóm pi protein là bot nên cầm rất tầm khăn rồi protein là bot rồi ok chẳng dương mới khẳng khẩu nhỉ. The following example show how the topic sentence state both the topic and the controlling idea in the complete sentence. Chẳng hạn như à tí mới mình nghĩ tha cái ở tí hot tha view and man chứ complete sentence này chứ mình ai đạo tu chứ topic sentence mà này chứ à khang cái đó mới cái bẩm lại với ai tới chứ complete sentence chứ bởi dụng bình lĩnh hay ai prao chứ a topic sentence ba nè chứ sẽ cái prao nên dùng đây cả thả khăn ba tí là thả living in big city nè một lần dừng đọc bằng năng ạ đúng vì thế là bọn create series problem for people dừng dừng thay em compliment predicate bằng này tiết mất ở những đây bình lĩnh chứ bày thả rút nâng nông tì cổ nâng ạ chụp bằng hả tràn với các bằng có bằng hả chỉ tràn đó nè rồi nè nhé chứng bằng này thầm hãy topic dưỡng này dây ổng bì living in the city hay controlling idea dưỡng dây ổng bì chung lại ảo với chung miên rồi bỏ tí rồi nè thầm tí cổng cứ chụp bằng hả nè kể một tiết bicycle become popular in many countries for three main reasons và thiên là bọn dưỡng này dây ổng bì cóng cầm nít xâm khăn dưỡng dây ổng bì bởi chìa bởi phía rồi bỏ cóng đói mình muốn hết okay. There are several important factors in choosing a right click measure. Chẳng topic bao nhiêu được khỏi này mình cứ ca chơi rớt protein là bắt ở xâm tốt ca chơi rớt một bộ chi chẳng nghiêng nên mà hai bộ chi lại bao nhiêu nữa ở bán trầm trần cứ trời cá này controlling ID dưới trời cá cách ta xâm khánh bây buôn trầm này càng rộng thế okay. Nó cứ chỉ topic xâm thân đáy đây là o cứ chỉ cái đầu này xem cái thả khăn rồi cái bậc thiên là bot này xem cái thả khăn là bao nhiêu đây là o cứ chỉ ví dụ bình lĩnh miền lấy đáp án chẳng ta thứ tiếp thứ bảy number three topic sentence is the most general statement in the paragraph because it gives only the main idea it does not give any specific detail thứ bảy đó chạm thành chưa cứ topic sentence đó ví chỉ ví dụ đại liên lạc cần tu tới tu lùm tu lì vì mình chẳng yết pt bản năng vì mình đụng ắt mọt pt nè okay because it gives the main idea vì đời xa tại vì bắt đầu ở tại cùng đất sầm khán đấy vì bắt đầu ở nơi xích đây đụng ắt tê nè kể vì bắt đầu ở đây xích đây đụng ắt tê does not give any specific detail này mình ở xích đây đụng ắt tê trong khi chúng ta tiếp mấy để dân phải chấm pi topic sầm khán compare the following example có anh ấy cứ chưa tí ho và tí họ để kể thả phụ dụng nâng cứ vì ai đào tôi chỉ topic sentence bản đó chỉ general statement that could serve as topic sentence create a very good pet for several reasons thế này chứng vì tôi tự ọt chứ má cứ chỉ sắp thịt châm đài lõ đài nhiên mùi hát buôn bạc này thế này chứng dân chọn đài lõ mùi hát ấy đài khách nâng chỉ sao lõ nhấm của đài chấm biết thế này dân ai nhưng ai nhìn thấy nhưng mà support về bản nhưng mà control nên cầm định được bản ok chứng cứ viết chia general statement chia ví dụ là nguyên này từ lum từ lì vừa ở trong yên bây giờ hầu tôi thấy thả tới cái đăng máu cái ở nhưng ở bạch hầu ấy mà support cao đó như này that are very important to all people ok sạch chính chấm nên sẽ là sẵn khăn 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 nhé chứng dương mình ấy một phần chưa về từ từ nhé bây giờ đặt tôi trong yên tế dương ở miền ấy sẽ tê hay bây giờ đặt từ lung từ lý tế thì dương sẽ ở cả đài can't make better pet than dog nghĩa chỉ là đặt cái nạn ở sân đây bài tiếp tiếp cái thà chấm á chỉ sắt là o chấm chiến sân chấm để là o chiến sắt cài chứng dương trong đường à chúng ta chỉ khác để thao viên là o chiến cài chứng lý chiều thì họ đã viện chỉ phải dục bình lĩnh general statement hay vì ai chưa kết thúc thì sinh thành chỉ secret down này cầm này xong đây cả thả khăn đấy để là o ok hứa dân mưu một tiền để bỏ lo nó sinh thành để là too specific tiền o này cứ với lùm ạch về với tui về dân ảnh ai dân mà thôi chỉ thọc thì sinh thành bạn thế là quay clean cái này chứ má chỉ sắc sản mà một lúc nhưng ảnh nhìn ấy nhưng mà support bán này cho nó bán pi sinh thành nó đấy ok vì ở chỗ trận lên phụ đôi cái máy ở trong thứ này
cũng về sạt về sạt luôn nơi lớp tre tràn trường lớp đây dân tử với mình ấy với mình ấy sầm khăn gì mà phải phía xa thì kết anh naturally good caregiver nít cái trường đại nó cứ bị làm bất bề giải vì chỉ sạt để cho thay tổng trả hiện tại kết đại independent sạt ai kia nhé chứ mà chỉ sạt để ai kia chơi luôn được luôn biết anh nhé bị làm bất bề nhé thì luôn được luôn nó cứ dương bài thay vì đừng ai tập nó vì ở bên ấy mà phía xa thì mới tiệt kiệt hả đã sinh thân đẹp may be too general anh ấy vĩnh anh lớn đi mình bị làm ắt bế đoạn ấy bị thông về dương lệnh đăng thành gì ấy được công việc chỉ phải là này dương dương ở bên ấy một ví dụ ở đăng thật luôn ấy cho vậy bị ấy mà giờ luôn tới bị chân rõ khang tới dương ở đăng thành gì bị ấy okay. My pet is my cat rồi còn my cat is my pet cho mà nhóm chỉ sẵn chăm một nhóm sẵn chăm một nhóm cứ cho mà nhóm này là bạn đó anh ấy ở đăng gì bị ấy đấy khè chân về từ lý về đó kệ okay. Cả nắng chưa dừng mình ai dừng mình thôi chỉ topic sản thân mà này any animal can be a pet gọi là sạch ná có thôi chỉ sẵn chân mà này chứng miền này thả dương ớt đang thả dương tròn dây sạch này vì chuẩn bị kệ chuẩn bị là ngay tạ lại tài tiết miền này tiết tí bảy chuẩn bị tí mấy cứ dương dây ở phía tí tăng rồi bỏ sẽ cái đáp đáp này sau này cái thả khăn và tí tăng rồi bỏ cầm đất sầm khăn đây cái thả khăn kệ the position of the topic sentence. The topic sentence may be one, the first. Nè, à chỉ phải dùng thì mỗi two, the last sentence. Chỉ phải dùng thì pí, chẳng hạn những thì tăng thì pí vào biết. Sống từ mình dùng thì pí, phải dùng trong cầu. Nè, chỉ phải dùng thì mỗi, rồi gặp chỉ phải dùng trong cầu in the paragraph. The topic sentence may also be the first and the last sentence of the paragraph. It is called sandwich style. Chỉ chẳng lại thì bay vào topic sân thân thì tham về ai nơi tem ví dụ thì mùi phong ví dụ trong cái đại phong trong việc kịp đấy kịp bà đi nó về đôi chỉ sang bị style đó thì đôi chỉ sang bị chắc sang bị như mình nguyên two slice of bread đấy đấy càng lớn càng khó hay những ingredient between them trong việc chỉ sang bị style thì tham vậy a sandwich style paragraph is especially helpful to your reader if the paragraph is very long à thì bay nè okay thì tham sân đây cái thằng khăn để quay anh về nhé và quay anh về nhé dùng pra sân đây style nó cứ lo vì chui tới đó nhé à nó mà dùng ở chỗ bạc để sao về quay nhé okay. The second topic sentence and sandwich style of paragraph also serve as a concluding sentence và phép sandwich style nó dùng trong cầu nó vì chỉ topic sentence phó vì chỉ concluding sentence phó vì chỉ đây mình chọc nên sân đây cái thằng khăn nó phó okay. Tí muốn the topic sentence may also be located within the paragraph tí tăng tí buôn rồi bỏ cái nó sầm khăn này à bỏ rồi dưỡng đó sầm đây cả thằng khăn dưỡng vì ai nên không ba đi tại mà đòn chứ ba đi thà ai chỉ second sentence third sentence or fourth sentence ok so in the following part we will learn to recognize the topic sentence in different position from the paragraph let's see okay study the four paragraph note different position for the topic sentence in each. The topic sentence are underlined. ចឹង ខាង ក្រោម នឹង មាន ឧទាហរណ៍ 4 ដែល មាន បង្ហាញ អំពី ទី តាំង របស់ topic sentence នឹង នៅ កន្លែង ផ្សេង ផ្សេង គ្នា ដោយ គេ ដាក់ បន្ទាប់ ពី ក្រោម ឲ្យ យើង ស្គាល់ ថា នោះ គឺ ជា topic sentence. Okay. Let's go. ទី 1, នេះ cat pet អំពី សត្វ ឆ្មា សត្វចំ ជា សត្វ ឆ្មា. Okay. Cat a very good pet for several reasons. Sạch chứ mà chỉ sạch chấm đèn lỡ đại xa hạt phôi mình chung luôn nè. Firstly, they are naturally good caregivers because they take care of their kitten, so they want to take care of their owner as well. Là chỉ cần là tìm mùi, đấy, cái thảm ích. Sạch chứ mà chỉ sạch sở lãnh mà chả. Vì sở lãnh con biết, hay có biết chấm vì chết sở lãnh mà chả một vị đại. Vì chết care mà chả biết, chết như chất tục đạo mà chả biết. Vì chết lên, chết ốc, chết thao, chết lần chả ấy chẳng tay. Dương chung và chạy xuống sụp tốc ấy dân á. Secondly, cats are quite clean. If you train them to use a little box, they require almost no cleanup in their area. Cảm nhận xâm khăn tì, cảm nhận control tì pi, kỳ thả bách. Sạch mà nó như sạch đây sát á, nếu mà bị sát. Mà dương chạy bởi riêng, bỏ cho xâm ram, bỏ ấy xâm thớ, cứ là dương sư tầm bạch tự clean đi. Mà có lẽ như rút nơi dương bạch tự clean đi, cứ mới chạy clean luôn như tại mà đó. Finally, cats are independent, so you don't need to worry about them being lonely when you are at school all day. Okay, and this is
cái mức cầm trô tỷ bay trong cái rồi phòng đài cái thật sạch chứ nó chứ sạch đây ai cứ riêng với chơi luôn nơi được luôn vía cái dương mạch khoa thì vía đấy và sân dị dương từ riêng bên một ngày ấy vẫn mạch khoa thao cái ai cao thì với chơi luôn được luôn vía hơi. As a result, they really a good ideal pet for almost any owner. Đấy, trên cái này cái topic sinh thân này, cái nó tìm mua ETP thì bấy sao ta tẹt tôn tên nâng nét several reason, cat a good for several reason, mà đấy, cái tẹt tôn này nhỉ, nó cứ gì, khai lớn cứ gì topic sinh thân, cái nó tầm khăn đây xin này cái thả khăn, hay càng cái đó cứ gì cầm nó còn trố tìm mua ETP đằng tí, bảy lấy giúp mười một tiền. Benefit of owning pet, anh ấy chỉ âm pi phát bị giàu nên càng chăm sóc mình. Chẳng những mưa, hàng cái đóng luôn bằng hai cũng đất thập phòng dành chăm sóc nên nàng này, hàng lớn này. A study at one prison show that owning a pet can change a hardened prison inmate into a more caring person. Another study discovered that senior citizens, both those living alone and those in nursing home, become more interested in life when they are given pet to care for. Even emotionally disturbed children have been observed to smile and react with interest if there is a cuddly kitten or puppy to hold. Đấy, chứ những ai nó mà đông khăn đứng ạ, khơi để cái riêng rộp ở phía mùi là hai tí mùi, mùi là hai tí phía nây ca trên chăm sạc nè. Phải bây giờ thì mùi tí phía tí bay nè. Đấy, nhưng ở toàn khơi như bằng hai tí cũng như chủ khăn tha này dây bị ai rồi có cái trong bằng hai cũng rất tầm khăn ở vậy khá ở vì và thiên là bọn năng đi cái khi mà lớn đừng khổ này mình animal that can be a mean of therapy for many kind of individual này thì chỉ topic sân thân này mình ở và thiên là bọn mình cũng rất tầm khăn này dùng đây cái thang khác đừng cào cái này mình đấy ok anh cái thang mình sắp chỉnh chấm nữa ạ, cứ chi ai chi mà chưa bay nó gặp chi bà, từ lúc một cơ xem xế, từ tam tập hết chúng người mình mua mồi, xong cơ chúng người chỉ trả lời, bạn đi thôi, sắp chấm nữa, vì chi một chút chi bà, vậy khai tới vì chi một chút chi bà, một chút bay chi bà, từ đó một cơ xem xế, một xem xế, thế, chứng sự là tầm khăn rồi bao sạch chỉnh chấm cứ với chút chi bà. Chị bà là mấy khá, nhưng chúng ta sẵn cho mình bằng chút chị bà mà. Nói cái này biết therapy nó cứ chỉ way of treatment là vậy. Cảm chị bà lắm. Chứ nhưng mà cả sản xuất bằng hành thả cả trên chăm sát, ôn in pet, cả trên chăm sát. Ok. À chui ao là nhẹ chuộc kẻ hơi xây kế, nhẹ chuộc cục á, là nhẹ chuộc cục nữa. Khai thì chị một cô là mình ai cao đấy, cứ chị một cô là mình caring person. Nhưng cho cô khách nhân chăm ăn muốn được chỉ phần nhiều nhé. Okay. Another study show that seniors is most living alone and nursing home. Nè, nè luôn nơi tiếc cả đôi, nè nơi cả lại nhà một đôi là cái thai toàn chặt chỗ riêng cả đôi đấy. Cứ còn miên chậm lập ở rầm từ chỉ vật bạn ấy tham miên cẩm lăng không cao rung riêng miên chỉ vật đó vì mình ở sân không á. Okay. Vấn đề là cái vấn phát to care for. Nó biết là cái ao sẵn chăm được còn nắng thực cả thái toam chăm luôn đây chỉ mới kia cho tới quá mấy chục miên cũng lăng lơi chất trong cả ruộng này chắc ở trong từ lấy chịu vật với nhá lấy ở sông không luôn chịu vật đấy cái nhé chân lấy chỉ chỉ mới tỉ pì để thả sạt nó lại với miên sạt phải giỏi trong cá prà prà trong cả chị bà đó à cái nhé chân việc đôi chụp chị bà là không phải lơi chất mày nhé emotion đó mày nghe nè even emotionally disturbed children have been observed to smile. Đấy, không mình phải nhạc lời chất nhé, emotionally disturbed này, mình phải nhạc lời chất nhé. Cứ khi xong kết thương thao phụ quất, đôi chì mình sẽ làm nhảy nhầm lăng vĩnh. Ok, mình ca chập ở rõm, tới những chì vật nâng lăng vĩnh. Ok, nơi bê đà, phụ kế miến sạch, côn sạch, khích thân này là phạp phí nữa. Côn xoa, côn chai ấy nâng, dược từ ở cột liên, ở cột ao, bây giờ tức có hạ bây đôi chì ở miền phía thu xà phần này phơi chật được làm gì? Ok, chẳng từ trang hàng lớn nó tìm mui tìm pi được tìm bay đó ạ. Cứ việc control từ lớn animal can be a mean of therapy for many kind of individual. Này, chúng thập thị sản thân ban đây cầm nấp sầm khăn này cả thả khăn nó mới được khổ này mình. Này, anh cứ tì tăng tí, vì tạo lấy những cái tì tăng tí bay. Xin nó niệm.
underline topic sentence and they got topic sentence này cũng rất quan trọng cái cái lại nên tại đó gọi là cái phrase piece khác kia kế anh ấy kia là sandwich style đó anh ấy cứ đôi chia đom đom bằng hàng lớn anh ấy đom đom bằng hàng cống hay anh ấy cứ chia cái đường cây bảo vệ đấy kể nó khác lớn mấy mình vẫn vừa tha topic sentence càng khó biết về đào tu chia phổ biến trong sách đầy phần bài đấy trong mà là vì này về đôi kia sẽ điên kia tại vì miễn piece khác kia kể bây giờ dùng mà synonym words that have the same basic meaning do not always have the same emotional meaning. For example, the words stingy and frugal both mean careful with money. However, to call a person stingy is an insult, while the word frugal has a much more positive connotation. Similarly, a person wants to be slender but not skinny, and aggressive but not pushy. Therefore, you should be careful in choosing words because many so-called synonyms are not really synonymous at all. Nè, chẳng không đi. Bất thiện một này xem này cái thả khăn cứ synonym, chẳng hay status sắc, chẳng hạn, bị đem lên này đâu. À, xem tôi status này và bị đem lên này đâu. Bất thiện một như vậy. Hay cầm đất sầm khăn đại dương người dân pisatus này đến khi trong gì thả mày kể thả tu bây giờ bị nông miền này đối của con tép này à rong này chết cứ vì mình đôi chẳng sòng kề đấy kề ở tiêu thả đôi giờ bị stingy hay là frugal chẳng hạn bị cầm nánh xuất hay là bị sầm 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 chạy đấy bà dương thảo này anh chị mình nó stingy á chị mình nó đè cầm nánh á bị ứng cứ như nó bả rong kề này ta bà đã ô này anh chị mình nó xòm cháy á, này anh xòm cháy à nó, nó cứ bị ắt bả đó mình mà đây thằng, chuyện đấy vì mình đây positive hay stingy vì mình đây negative vì chẳng thể, còn tết này thằng pi nó cứ mình đây thằng mày careful với mặt này, cứ chìm nó để như chất tụi bạn ở lối, mà giờ lối chưa sẵn thành, thế à này. Thì họ bật kỳ lượng láng thì mối tệ tồn bị tình trí hay không phương có là positive này cái tiêu chẳng hơi nhé có chẳng đá cứ nếu mà dùng hai cái tình trí nó nguyên chứ em giá là dùng dùng body hạ cái hơi nó dùng dạy bị lo đặt cái tề hai mối tiết cứ bị ấy kế bà cứ bị slender hay là skinny nên chẳng đàn đó kể hai mối tiết cứ aggressive hơn pushy nằm đài đó kể bị nét positive này cái tiêu positive negative chẳng mà biện này lo này lo slender nhưng không ai nhưng tham mấy tha riêng riêu rồi còn riêng small nhưng mà nhưng tham ô riêng cái small lắm kiểu từ ở trên thì ta bị là ô này skinny nè này scrum nè này miền tây bay đọc chẳng ai này skinny nữa nghe nhé cái ở trên bài trên đây ok trong một khăn khẩu mấy dùng miền biện therefore you should be careful choosing and choosing mà word ok trong những trong clip tiếp theo pin này để làm mày để mình này đối mình phải có thảo về miền ở tận đây phải chặt rong nước đôi tề này để học này khá hàng cao mấy cái thả từ miền cao bằng vậy á không cao bằng bằng bịa đòi xa bịa để miền này đối mình đôi tiếng rong mình phải có thảo về đôi mình té này đó chứng bịa nó pí nó mới sẽ điện cái này mà đấy chứng cầm rất quan trọng cái nơi tiền sử dụng thì mối tiền sử dụng thì pí hay sử dụng thì pí này về đào tu chi sử dụng mình chấp sẽ lấy vào đài chắc là này cứ tì tăng tì mà này quá tì bấy này kể lấy những cái tì tăng tì buồn kể nếp hai này cái đó nếp mình toàn chấp ấy cứ để to be continue nơi không ngờ và tổ tiết nhưng và to hai cái đó đài này xa một khi ông đạo về tiếng off về sau tu pí nhưng anh mở khơi mà impact of neurotic say cái neurotic này mà này people who are overly anxious ok ta lấy dùng một tí tăng trong crowd đấy tí tăng trong crowd và paragraph này cứ vì quen tích chẳng dùng đặt pi slide đấy pi slide nên nó to tí nó ở toàn cho về chẳng underline nhé vì chỉ topic sân thân chia cầm đất sân khăn này sân này cả thạc khăn này liên an này mới the physical complaint or neurotics vì thầm mạch này này bảo vệ people who are overly anxious, pessimistic, hostile, and tense. Bạn đi thân nhẹ đầm nhìn bằng hạ phơi chất, đập say sán. Were not, xong tố, were once likely ignored by physician.
Many doctors believe that the frequent complaints of neurotic were exaggeration. However, new research shows that neurotics are felt more likely to have physical problems. Okay. អ្នកជំងឺផ្សាយសាតហ្នឹងឯងជំងឺផ្នែកគូក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងសរសេរនៅក្នុងកថាខណ្ឌរបស់យើងណាក៏ប៉ុន្តែអត់តមានកំណត់សំខាន់ឃើញទេឃើញទេអត់តមានកំណត់សំខាន់ឃើញទេអត់មានកំណត់សំខាន់ទេ people ហ្នឹងថានេះនិយាយពណ៌មានទូទៅវាអាចទាញជាសំណួរទាញជាចម្ងល់ទាញជាចំណោទបញ្ហាឃើញទេទាញជាចំណោទបញ្ហាដើម្បីអី to draw the reader attention ណាដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍ចិត្តរបស់អ្នកអានហ្នឹងឲ្យបន្តការអានអត្ថបទរបស់យើងសំដីកថាខណ្ឌរបស់យើងណារហូតទៅមកដល់កន្លែងចំណុចសំខាន់នេះនៅក្រោមនេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្រោមវិញចំណុចសំខាន់ថាម៉េច new research show that neurotic affect more likely to have physical problem អ្នកមានបញ្ហាចិត្តអាចឈានទៅរកបញ្ហាកាយណាឈឺចិត្តអាចឈានទៅដល់ឈឺកាយអញ្ចឹងគំនិតសំខាន់នៅនេះវិញគេមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហាទូទៅតកតងទៅនឹងអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងទេណាគេខាងលើនេះគាត់និយាយបញ្ហាទូទៅហេតុការណ៍ទូទៅព័ត៌មានទូទៅដែលតកតងនឹងអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេឲ្យអានរបស់យើងនឹងចូលទៅដល់គំនិតសំខាន់នៃប្រធានបទសម្រាប់កថាខណ្ឌរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងមើលតែមើលទៅបន្តបន្តទៀតគេនិយាយពីអីប្រកាសជាគំនិតគ្រប់គ្រងទៅលើនេះបញ្ហាចិត្តអាចឈានទៅដល់បញ្ហាកាយហ្នឹងតើវាឈឺចិត្តអាចប៉ះទៅកាយហ្នឹងមិនខ្លះតោះយើងមើលទៀតspecifically នេះបន្តណាបន្តអូខេ researcher found neurotic stain a great chance of having five particular ailment in illness yeah arthritis asthma ulcer headaches heart disease okay in addition there is evidence that people who are pessimistic in their teens and 20 are more likely to become ill or die in their 40ចឹងនេះគឺកម្រិតគ្រប់គ្រងទៅខាងលើមិនគេថាម៉េចអ្នកស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាអ្នកមានបញ្ហាចិត្តហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការកើតនៅជំងឺសំខាន់សំខាន់5គេលើកយកសំខាន់5មានជំងឺអីនេះអាស្រ័យទេគឺស្លាក់ដៃជើងហ្នឹងស្លាក់ឆ្អឹងដៃជើងហ្នឹងអាស្វាជា breath problem បញ្ហាតកតុននឹងការដកដង្ហើមគឺ hurt ណា ulcer តកតុននឹងក្រពះលេខក្រពះ headache ជើងក្បាលand heart disease ជំងឺបេះដូងអូខេអញ្ចឹងគេលើកយកហ្នឹងមកធ្វើជា supporting idea there is evidence that people have pessimistic in their teen 20ហ្នឹងហើយអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងមានផលតាមបង្ហាញថាអ្នកដែលមានបញ្ហាអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយ pessimistic ហ្នឹងគឺជំងឺអស់ក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងហើយណាហ្នឹងគឺបញ្ហាចិត្តហ្នឹងឯងនៅក្នុងវ័យ10ឬក៏វ័យ20ហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគេស្លាប់នៅក្នុងវ័យ40តែម្ដងបើអាយុខ្លីតែកើតជំងឺហ្នឹងទេវាស្លាប់ជារួមតែអញ្ចឹងនេះយើងនិយាយអំពីទីតាំងរបស់ topic sentence គឺទីតាំងរបស់សេចក្តីផ្ដើមឬក៏ប្រធានបទនឹងកំណត់សំខាន់នៃសំណេកថាខណ្ឌតោះឥឡូវចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងសង្ខេបបន្តិចហើយនឹងតនៅមេរៀននៅវីដេអូបន្ទាប់ណាអូខេ The three important point to remember our topic sentence ជាងចំណុចទាំង3ដែលយើងគួរចាំពី topic sentence ទី1 complete sentence ណាជាប្រយោគពេញលេញពេញលេញត្រូវមានអី subject ប្រធាន verb កិរិយាសព្ទ complement ណាបំពេញន័យឬក៏កម្មបទអូខេ contain both topic and controlling idea ត្រូវតែមានទាំងពីរផ្នែកគឺប្រធានបទដែលយើងសរសេរអំពីហើយនឹងកំណត់ដែលយើងសរសេរអំពីប្រធានបទនោះgeneral enough but not too general or not too specific ណាត្រូវតែជាប្រយោគពេញលេញហើយវាមានអត្ថន័យនឹងលក្ខណៈធំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ណាបានន័យថាកុំឲ្យវាទូលាយពេករហូតតែមិនដឹងនិយាយអីឬក៏កុំឲ្យវាចង្អៀតពេករហូតតែអត់មានអីនេះនិយាយណាគឺចាំបីហ្នឹងមួយទៀត the position of the topic sentence ទីតាំងរបស់
ប្រធានបទនឹងកំណត់សំខាន់នៃកថាខណ្ឌរបស់យើងទីតាំងរបស់វាទី1គឺថា first sentence ប្រយោគទី1ដូចយើងឃើញក្នុងឧទាហរណ៍ទី2គឺប្រយោគចុងក្រោយណានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែរទី3វាអាចគេហៅ sandwich style paragraph នោះគឺវានៅទាំងប្រយោគទី1ផងនិងនៅទាំងប្រយោគចុងក្រោយផងអូខេនិងទីតាំងទី4គឺវានៅក្នុងសំនៃកថាខណ្ឌទាំងមូលតែម្ដងគឺ within the paragraph អញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចជាប្រយោគទី2ទី3ទី4បន្តអញ្ចឹងទៅណាតាមសំនៃកថាខណ្ឌខ្លីឬក៏វែងអញ្ចឹងទៅអូខេ so for this video I would like to stop by here and will continue this lesson in the next video អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់បានយើងមានលំហាត់ធ្វើណាគឺមានមេរៀនបន្តលំអិតអំពី topic sentence នឹងទៀតហើយនឹងមានលំហាត់អនុវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា This is the end of the lesson and I hope that you have understood better. If you have got any question, please ping me a comment. Don't forget to like, share and subscribe my channel and follow my page if you wish to get more video. That's all for now. Thanks and see you in the next video. Goodbye.